sĩ giảng viên thanh nhạc Hà Châu, nghệ sĩ ưu tú Tâm Tất, nghệ sĩ ưu tú Trung Thảo, ca sĩ Bích Phượng. Và ở những vòng thi sau chúng ta sẽ chào đón thêm nhiều vị ban giám khảo khác, trong đó có nghệ sĩ Thanh Hằng. Và chúng ta cũng dành một tràng pháo tay để cảm ơn ban tổ chức, nhà tài trợ cũng như là ban giám khảo đã đến đồng hành với cuộc thi chúng ta ngày hôm nay. Trước khi mà các bạn vào thì Thủy xin một lần nữa giới thiệu đến các bạn, bởi vì là bạn này chỉ giới thiệu là ban giám khảo thôi, chưa giới thiệu chức danh và công việc của mọi người. Đây là nữ ca sĩ Hà Châu, giảng viên thanh nhạc, ca sĩ chuyên nghiệp của đoàn nhạc công quân khu 7. Nữ ca sĩ Bích Phượng, con gái của nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn, nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, trưởng đoàn cải lương Thanh Nga, ca sĩ diễn viên Bình Chinh, cháu nội nhạc sĩ Bắc Sơn và diễn viên chính trong bộ phim Chuyện Quê Tôi của đài truyền hình Long An. Đây, một nhân vật này các bạn phải noi gương. Đây là quán quân tình ca Bắc Sơn 2017, Liêu Kỳ. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu, đây là một cái người mà các bạn sẽ phải nhờ vả đến nhiều. Đây là Hoài Nam, đạo diễn, phó phòng chuyên môn của nhà hát Trần Vũ Trang, cũng là đạo diễn của chương trình mình. Các bạn phải nhờ nhiều nha. Còn đây là Trung Thảo, nghệ sĩ ưu tú. Bạn này là trưởng đoàn Trần Vũ Trang 2. Các bạn nào thích cái lương, thọ giáo liền. Còn đây là nam ca sĩ Nghi Tâm, người đã theo đoàn ca Bắc Sơn từ lúc khai trương cho tới bây giờ là 7 năm. Đó là thành phần của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đang dẫn vài người, trong đó có nữ nghệ sĩ Thanh Hằng đang bận quay phim. Và chúng ta sẽ gặp lại cô ấy trong tuần sau. Xin trân trọng kính chào. Và bây giờ thì Nguyễn Tuấn ơi, cô với con là phải lo chuẩn bị cho cái cuộc thi này đúng không? Nãy giờ trong tay con đã có danh sách của các bạn chuẩn bị thi chưa? Có rồi cô ạ. Vậy bây giờ ai thi đầu tiên thì con phải xướng tên lên, rồi bạn đó phải vô trong kia maki nhê chút xíu. Bạn nào đầu tiên? Đó là bạn Sang, nhưng mà bí mật là bài hát gì? Xin mời bạn Sang chúng ta chuẩn bị. Bạn Sang đến từ đâu? Bạn Sang đến từ đâu sẽ bạn Sang sẽ được giới thiệu mình luôn cô ạ. Bây giờ các bạn ơi, các bạn hãy cho chúng tôi biết là bạn Sang đến từ đâu, bạn là cái gì Sang mới được. Nếu bạn Sang không thì không phải là ca sĩ rồi đúng không? Mình phải ví dụ Johnny Sang chẳng hạn, hay là Tô đi Sang, Sunny Sang. Đúng rồi, đừng có Maria Sang là được rồi đúng không? Đó là bạn Huỳnh Tấn Sang với nhạc phẩm Gió Đưa Bông Sậy sẽ mở màn cho vòng thử giọng ngày hôm nay. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vì chúng ta có 25 bạn thử giọng lần và chương trình chúng ta thì có thời hạn, bởi vì chúng ta phải quay và đưa lên TV, do đó thời hạn của chương trình ngắn. Khi các bạn hát xong cái đoạn nào chúng ta thấy âm thanh hạ xuống, nghĩa là bắt đầu là hoàn thành cái phần dự thi. Và chúng tôi một lần nữa xin mời tất cả ban giám khảo ra vị trí của mình để chuẩn bị trong cuộc biểu diễn ngày hôm nay ạ. Xin mời ban giám khảo. Và bạn tiếp theo để chuẩn bị cho chương trình, thí sinh chuẩn bị đó là Nguyễn Thành Tấn. Sau thí sinh Tấn Sang sẽ là bạn Nguyễn Huỳnh Tấn. Thanh Sang, con nghĩ rằng là mẹ con sẽ lấy nghệ danh gì khi mà con đi diễn? Con thì con rất là quý khi mà ba mẹ đặt tên cho con Sang thì con vẫn giữ là Thanh Sang vậy. Cơm gói bò cao thương mây.
còn ngày không bên sông lá làm chuyện trò bướm bướm chân dòng chân dò nôn nao tuôn bụi nước bờ bụi lao ơi gió đưa lao xây biết cuối hồn bờ để nghe có dài mỗi khi thầm ai ngồi đó có nghe bụi cỏ tiếng mì từ phương xa cuối năm nhớ rằng nói về ai chê ai cười quê nghèo riêng ta chim dịp kêu chiều hôm nay gió đêm ơi lần tháng cuối năm còn thơm mây bóng trà nhũng trâu nằm phương trời đỏ mang ra đầu xin cảm ơn các bạn và Quỳnh Tấn Sang đã chưa hoàn thành phần thi của mình. Xin quý vị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bạn Sang. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh thứ hai, đó là bạn Nguyễn Thành Tấn với ca khúc Sa Mưa Dông. Thí sinh chuẩn bị, thí sinh Võ Tuấn Nhân với bài hát Còn Thương Sao Đắng Mọc Sao Hè. Các bạn nghe tên mình chuẩn bị thì các bạn sẽ lên đây để chuẩn bị cái bếp nhạc cho mình nhé. Tất cả các bạn thí sinh lưu ý, khi ban tổ chức thông báo bạn thí sinh kế tiếp thì chúng ta sẽ đến bàn ban tổ chức để chúng ta chuẩn bị nhạc cho âm thanh để phần dự thi chúng ta không bị gián đoạn. Một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng thông báo. Các bạn có thể hát không cần bếp nhạc cũng được nha. Các bạn nào có bếp nhạc thì phải lên chuẩn bị. Và mọi thí sinh chúng ta sẽ làm thật nhanh khi gọi đến tên. Chúng ta có tới 25 thí sinh. Xong rồi. Quý vị thí sinh lưu ý là khi nào chúng ta phí nhạc xuống có nghĩa là tức là mình hoàn tất cái bài thi của mình rồi nha. Đây là một người đa tới là chủ yếu là góp vui với chương trình Bắc Sơn nha, cũng học hỏi thôi chứ cũng không có chữ học thanh nhạc nên có gì mong ban giám khảo để mọi người muốn qua. Thank you.
cầu nghe bắn qua sông mê cứ đổ đổ trời xa lưỡi nhông tu mù con bãi đưa đò cũng lặng lùng bó mặt dòng sông đang không có chiến đò nào dẫu mà trời có ngàn năm cứ mưa hoài biết tiền cùng dồn nắng sao nè con vẫn ngồi im tiếng hứa hồng vui ngóng đêm xin cảm ơn thí sinh Nguyễn Huỳnh Tấn. Và chúng ta cùng đến với thí sinh Võ Tuấn Nhân với nhạc phẩm Còn Thương Sao Đắng Mọc Sao Hè. Thí sinh chuẩn bị Hồ Phi Hậu, nghệ danh Hồ Phi Long. Mùi chim nhớ lá rừng ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu tới gần biểu cầu mồi mẹ nhổ tóc sâu hay gì tóc bạc như nhau đôi mắt cầu buồn yêu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu trưa ba giá muốn chùa được mòn nhớ lũy tre xanh vào quanh trời kỷ niệm nhớ em sao đắng đâu xin được lá mây mà bay khắp nơi gian nghe chốn quê hương xa rời từ cất bước đi xin được làm dập nhiều đứa điệu ca dao trái bên hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu trưa ba giá muốn chùa đường mòn xưa dài nắng dòng mưa xin nắng hạ bồi buồn để mình ngồi nhớ ly tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chờ em sao đắng đâu xin cảm ơn thí sinh Võ Tuấn Nhân đã hoàn thành phần dự thi của mình. Ngay sau đây xin mời đến phần dự thi của bạn Hồ Phi Hổ sẽ đến với một bài hát Em Đi Trên Cỏ Non. Thí sinh chuẩn bị Lê Bá Duy với bài hát Sang Mưa Dông. Vâng, xin chào ban giám khảo và quý vị khán giả, một lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Còn Phi Long xin gửi đến một nhạc phẩm Em Đi Trên Cỏ Non do nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác. Mời quý ban giám khảo và quý khán giả cùng lắng nghe. Em đi trên cỏ non mộng mơ
quá nhiều cầu tre, quê hương em ở ngoài thành, sân nhà chân em đi qua mấy sông, như mấy đèo, dòng chảy đỉnh cao, mây mây mưa lặng lỡ về thôi. À, xin cảm ơn phần dự thi của bạn Hoàng Phi Hổ. À, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh Lê Bá Duy với bài hát Sa Mưa Dông. Thí sinh chuẩn bị Huỳnh Ngọc Ngân. Sẽ đến với phần dự thi bài hát Còn Thương Sao Đắng Mộc Sao Hè. Thí sinh Võ Thị Kim Dung chuẩn bị.
Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Huỳnh Ngọc Hương. Sau đây chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Võ Thị Kim Dung, nghệ nhân Hoàng Dung với bài hát Em Đi Trên Cỏ Non. Thí sinh Dương Văn Niêm chuẩn bị. Để cho các thí sinh có động lực dự thi, quý vị cho ông tràng pháo tay thật lớn có được không ạ? Dạ, tôi xin hy vọng là tất cả các thí sinh chúng ta thi xong á, quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho các bạn. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh Dương Văn Niêm với bài hát Sa Mưa Giông. Thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tiên chuẩn bị. Chị Quang gửi lời chào đến toàn thể ban tổ chức, ban giám khảo cùng tất cả các anh chị thí sinh. Xin gửi một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Sau đây thì chị Quang xin phép gửi cho bậc nhắc tin của mình cũng là ca khúc Sao Mưa Giông, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Sơn. Thank you.
dấu mà trời còn làm bữa lâu dài, giòn buồn giòn tuổi đêm ngày, tay con mẹ xuôi mãi đã nghèo cũng đừng dồn xin. Dấu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không heo mới mưa dầm, mày lại heo trời. Cha ơi sao cha chưa về nhà trên bếp dưới vắng tanh, đời với trong môi mòn ngoài kia mưa dầm. Cha còn dòng mưa tàn cơn mưa dầu, mẹ em đừng về chưa. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha băng qua sông để mẹ về nước tuột nụt cây. Trời xa mưa giông thương buồn, con bay đưa đò lạnh lùng, bóng mặt dòng sông không có chuyến đò nào. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để đèn thu giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nghe bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trâu. Thế nào tia nắng cũng lớn trên nhà tôi, mẹ chồng cha hai bước cơm nghèo chen gánh cá cơm. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Dương Văn Nên. Và sau đây chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tiên với bài hát Em Đi Trên Cỏ Non. Thí sinh chuẩn bị Huỳnh Thị Hồng Anh.
xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Vậy thế này chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Huỳnh Thị Hồng Ánh với bài hát Sa Mưa Dông. Thí sinh chuẩn bị đoàn đoàn phương tiến. Đến với phần dự thi của thí sinh Đoàn Phương Tiến, nghệ danh MC Phương Tiến với bài hát Gió Đưa Bông Sậy. Và lần đầu tiên thì cho phép em tên là Phương Tiến, một thí sinh mang số báo danh là 066 được gửi đến toàn thể với ban giám khảo cũng như toàn thể với khán giả để chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng giúp ngành. Dạ, em cũng xin được chia sẻ là khi đến với cuộc thi ngày hôm nay thì có lẽ là do ban ngại. Và sau đây mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Gió Đưa Bông Sậy ạ. Đêm xưa ngày nắng soi, tới mùa cây có hương trong buồn. Cơm gói hoa cao, hương mấy hoa mua mấy đường, con nước lớn ngoài xanh trong đồng.
bông lúa hoa cao. Cơm trắng thơm ngon sao luôn cay, mồ hôi nhỏ giòn dài sức trâu mà dài đời người. Nắng lửa trong cơn gió mây trắng mây bay dần dần cũng có rồi phố đất nè xa xa cũng thấy mà dài sao không thể vui hoài trong hơi thở trái để cây có dành đi thầm ai ngồi đó có nghe người có tiếng gì thì nó từ phương xa nhớ nhau như lần lối về ai chia ai cười quê nghèo xin ta chim dịch dịu kêu chiều vui xéo trai gió đưa hương lặng tháng cuối năm còn thương mây bốc dài gió đông nằm phương trời đỏ má ra đầu ngõ má hồi mòn trông. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Đoàn Phương Tiến. Và ngày sau đây chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Đinh Văn Hùng với bài hát Còn Thương Sao Đắng Mộc Sao Hè. Thí sinh chuẩn bị Tô Tiểu Ngân. Tình yêu đơn
xưa trong chơi những ngày đầu trường ba ba miếng dừa đường mòn xưa dãy nắng dầm mưa xin nắng hạ tôi buồn một mình ngồi nhớ lý thế xanh giao quanh quanh khung trời kỷ niệm trên hè sau đắng nóng nấu tàn. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Đinh Văn Hùng. Và chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Tô Tiểu Ngân với bài hát Sa Mưa Dông. Thí sinh chuẩn bị Huỳnh Mạ Đạt. Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Tôn Tiểu Ngân. Xin lưu ý các bạn thí sinh, hôm nay là chúng ta có đại thời gian quay hình, cho nên các bạn cố gắng đứng ở giữa sân khấu và cố gắng đẹp nhất trong đêm nay để cho chúng ta lên khung hình thật đẹp. Được các bạn ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ? Dạ, xin cảm ơn. Và sau đây chúng ta cùng đến với phần thí sinh, phần dự thi của thí sinh Huỳnh Mạ Đạt với bài hát Bông Bỉ Vàng. Thí sinh chuẩn bị Lê Văn Dũng. Thank you.
trời mưa chờ chờ không nghĩa nào trời rung rung gió mưa sao duyên duyên sao nhà dâu gỗ châu cài rụng đồ châu thơ liền do châu ơi thương dùng như cuộc tình có đã từng có đôi bạn làm ăn bây giờ trời nắng dương trầu cùng đến với phần dự thi của thí sinh Lê Văn Dũng, nghệ danh Lê Dũng, với bài hát Ngủ Bên Chân Mẹ. Thí sinh chuẩn bị Trần Kim Phục. Mẹ ơi, nhớ những ngày còn bé thơ, được ngủ giấc trên vai, rồi ngủ trên ngôi nhà, ngủ dầu đông đưa. Lớn lên mẹ nghèo, già dần chết, đôi lúc ngủ quên nơi giá nhà gốc giàu nhà người ngủ lắm tuổi lâu nhiều khi nơi chiếu đất mặt trời bây giờ bà tóc phong trần lại mơ đưa về ngủ bên chân mẹ vì sao bởi vì chừng nơi đó từng nhịp đông đưa nhịp vui xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Lê Văn Dũng. Và chúng ta cùng đến với phần dự thi của thí sinh Trần Kim Phụng với bài hát Em Đi Trên Cỏ Non. Thí sinh Trần Thị Bạch Yến chuẩn bị.
Cùng đến với phần dự thi của thí sinh Trần Thị Bạch Yến với bài hát Bông Bưởi Hoa Cao. Cây xưa
đợi ban giám khảo có ý kiến. Thì Bích Thủy xin các bạn thí sinh hãy lắng nghe tiếng hát của quán quân tình ca Bắc Sơn năm 2017 để chúng ta so sánh cái giọng hát của mình và cũng như là cách biểu diễn để các bạn rút kinh nghiệm nha. Và bây giờ chúng tôi xin mời Lưu Kỳ quán quân tình ca Bắc Sơn 2017 lên sân khấu. Và một trong những bài hát mà Lưu Kỳ trình bày ở đây chính là những bài hát bắt buộc vào dòng thứ 15. Nhưng mà trước khi hát, cô muốn con nói về cái cảm xúc của mình khi mà cuộc thi này tổ chức một lần nữa. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép Lưu Kỳ được kính gửi đến tất cả quý vị và các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay là chúc sức khỏe cũng như là chào thân thương nhất ạ. Được nghe ban tổ chức bắt đầu nhanh nhóm kế hoạch để mà bắt đầu cuộc thi tiếng hát tình ca Bắc Sơn lần thứ 2 năm 2022 thì cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng bởi đây là chương trình Kỳ đã tham gia và đã gặt hái được một thành công nhất định. Và sau khi bước ra khỏi cuộc thi thì Kỳ vẫn còn được các cô chú các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn dìu dắt cho đến tận bây giờ và không có gì trân quý hơn là những cái tình cảm mà tất cả anh chị nghệ sĩ đã nuôi dưỡng và đã trao dồi cho Kỳ để Kỳ có thêm động lực, có thêm niềm tin cũng như là có thêm những vốn liếng cho bản thân để mạnh dạn bước vào con đường ca hát. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và ngay sau đây thì cho phép Kỳ gửi đến quý vị một sáng tác một chất bài cũng rất là riêng. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Đôi Mắt Liêu Trai.
đôi mắt lưu trời còn theo anh mãi, chiều non leo núi với em gió vui đường xa, lưu ú lưu xa ú lưu hò xưa sang đến đường thơ vương vấn cớ sao tuyệt tình ca em hỡi lưu trời đừng nói cười, mãi mãi nếu em không còn nữa, để rằng nhớ mãi không thôi. Anh yêu em dù liêu trai hay thương nhớ một đời. Nắng hà vàng không nắng nhìn ngắm người chiếc lá rơi. Anh đi theo đằng sau em và áo trắng và đêm đen khi dừng lại ranh giới chợt hiểu rằng buông mắt em. Người đâu gặp gỡ giọt mưa nào rơi đồng quê mà thôi còn rộn ràng chi đào nguyên còn đâu gặp gặp tai gì trên chân đi tan nhẹ như làn gió mùi hương bờ cát ngàn năm bọt biển tan sự hòa tình yêu chân đến chân đi tan nhẹ như làn gió mùi hương bờ cát ngàn năm bỏ biển ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã nhìn. Xin cảm ơn ca sĩ Lưu Kỳ, quán quân Tình Cảm Bắc Sơn năm 2017. Và ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe lời chia sẻ của các ban giám khảo trong buổi thử giọng đầu tiên của ngày hôm nay. Xin được mời lên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo sẽ có đôi lời chia sẻ đại diện từ ban giám khảo. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta xin kính chào phòng quân cô bác và kính chào tất cả các bạn thí sinh thân mến. Chúng ta xin được phép là đại diện cho hội đồng giám khảo cũng như ban tổ chức. Đầu tiên là gửi lời chúc mừng đến tất cả các thí sinh của chúng ta hôm nay đã có một buổi thi thật là tốt, thật là gọi là hết sức. Tuy nhiên là Thảo cũng có một đôi lời nhắn gửi cho các bạn thí sinh là mình hãy xem đây là một cái cuộc chơi rất là vui vẻ và rất là công tâm với nhau, thì mình hãy chuẩn bị thật là kỹ. Nhất là các bạn hồi nãy là có một số bạn đó là mình thấy là cái giọng rất là tốt nhưng mà các bạn lại hơi căng thẳng, cho nên là có những cái lỗi hơi nhỏ nhưng mà mình thấy đó các bạn có thể khắc phục được. Mong rằng chúng ta sẽ để ý hơn về cao độ cũng như là cái tempo của cái nhạc và vô đầu tăng cho nó đúng, để mà các bạn mà có vào những vòng tiếp theo nữa các bạn phải chú ý kỹ về cái phong cách của mình và cũng như là chọn bài, cũng như là đặt cái tình cảm vào cái bài ca của mình đó. Thả thiết một lần nữa xin đại diện cho ban tổ chức cảm ơn các bạn đã yêu dân ca Việt Nam cũng như yêu dân nhạc của nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn và đến và tham gia. Hy vọng là cái niềm đam mê của các bạn sẽ là mãi mãi, thậm chí là sau này khi các bạn sau cuộc thi các bạn sẽ tìm hiểu nhiều hơn về những bài hát này. Thật ra là Thảo khi mà tham gia với Tình Cảm Bắc Sơn thì Thảo phát hiện ra là nhạc của ông rất là hay và bản thân Thảo cũng phải học hỏi rất nhiều từ cái dòng nhạc của ông. Tại vì mình có thể là mình đặt cái tâm tư tình cảm mình vô, mình có thể có được những cái cảm xúc qua từng bài hát của ông rất là hay. Mong được tất cả chúng
chúng ta sẽ có một cái buổi thi thật là tốt, chuẩn bị cho những vòng thi sau thật là kỹ càng hơn và tốt hơn nữa. Chúc tất cả là có một cái buổi thi và một cuộc chơi thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tất cả quý vị. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của nghệ sĩ Thu Lê Trung Thảo đại diện từ ban giám khảo. Và để khép lại đêm sơ khảo đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, xin tất cả quý vị chúng ta sẽ đến với một liên khúc trung thu do các thành viên của đoàn thiện nguyện Tình Ca Bắc Sơn sẽ gửi đến tất cả quý vị như một lời chúc một mùa trung thu an lành và hạnh phúc.